sĩ quan và đào tạo hạ sĩ quan, đóng quân tại xã Trung Sơn Trầm, huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây. Vừa vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập, ngày 30 tháng 1 năm 1963, Bộ Tư lệnh ra quyết định tách riêng trường hạ sĩ quan và trường sĩ quan để phù hợp cho phát triển quy mô đào tạo.